một nữ tướng thời bình Việt Nam được vinh danh tại Dubai. Ngày 24 tháng 4, tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đại học Orange County tại California đã tôn vinh, biểu dương và trao bằng giáo sư danh dự cho tiến sĩ Vũ Thị Mai, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đồ gỗ Mỹ nghệ Hướng Mai, Phó Viện trưởng Viện Trí Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Văn hóa A Đông, vì đã có tinh thần sáng tạo, năng động, đổi mới, đóng góp đặc biệt xuất sắc và thiết thực hiệu quả sự tiến bộ, phát triển của Việt Nam nói riêng cũng như thế giới nói chung. Được biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Khoa học và Kinh tế Toàn cầu năm 2024 phút do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ GTTCI India phối hợp với các cơ quan liên quốc gia trên toàn cầu tổ chức. Trước đó, GTTCI India đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam và quốc tế đề cử, giới thiệu hơn 300 hồ sơ của nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị xã hội và các doanh nhân ưu tú nổi tiếng, xuất sắc, có uy tín tại Việt Nam để gửi tới các trường đại học trên thế giới đề nghị sắc phong các chức danh viện sĩ, giáo sư tiến sĩ danh dự, trong đó có trường Đại học Orange County. Căn cứ vào hồ sơ và các quy tắc, tiêu chí xét duyệt, Hội đồng Giáo sư và Hội đồng Khoa học của Đại học Orange County đã công nhận cấp bằng và sắc phong chức danh giáo sư danh dự cho tiến sĩ Vũ Thị Mai. Về tiểu sử của tiến sĩ Vũ Thị Mai, bắt đầu kinh doanh từ năm 1990 cùng chồng là ông Chử Văn Hướng, nghệ nhân có tay nghề cao, từng đạt nhiều danh hiệu như bàn tay vàng, kỷ lục gia Việt Nam về nhà thờ tổ nghề làm từ gỗ lim. Sau hơn 30 năm kinh doanh trải qua bao gian nan, thử thách, thăng trầm, được sự dẫn dắt của hai vợ chồng tiến sĩ Vũ Thị Mai, công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gỗ Mỹ nghệ Hướng Mai đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn, trở thành trung tâm mua sắm nội thất bằng gỗ quý hiếm tự nhiên, cung cấp sản phẩm cho khắp cả nước và xuất khẩu quốc tế với một xưởng sản xuất lớn 3.000 m2, hai showroom trưng bày tổng diện tích 12.000 m2. Không chỉ là người kinh doanh giỏi, tiến sĩ Vũ Thị Mai còn nổi tiếng là nữ tướng đồng kỵ với nhiều câu chuyện cảm hứng tới giới trẻ làng nghề, cũng như các doanh nghiệp trẻ bắt đầu khởi nghiệp. Tiến sĩ Vũ Thị Mai thường xuyên được các chương trình khởi nghiệp, chương trình lớn của các trường đại học mời đến làm diễn giả, khách mời tham dự để truyền đạt được nhiều cảm hứng cho mọi người. Hơn nữa, tiến sĩ Vũ Thị Mai còn được biết đến là một doanh nhân Phật tử nổi tiếng. Tiến sĩ Vũ Thị Mai thường xuyên tổ chức các buổi giảng pháp cho các cán bộ công nhân viên công ty nghe và hiểu hơn về cuộc sống, giúp họ có cuộc đời hạnh phúc, bình an. Ngoài ra, tiến sĩ Vũ Thị Mai rất tích cực làm từ thiện cùng các thầy tại những vùng sâu vùng xa có những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trong năm 2022, tiến sĩ Vũ Thị Mai còn nhận được 3 quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: quyết định chuẩn y nhân sự tiểu ban các hội và tiểu thương thuộc phân ban chuyên nghiệp Phật tử, quyết định chuẩn y nhân sự tiểu ban hiệp hội các doanh nghiệp thuộc phân ban chuyên nghiệp Phật tử, quyết định chuẩn y nhân sự tiểu ban bảo trợ thuộc phân ban chuyên nghiệp Phật tử. Mới đây, tháng 12 năm 2023, tiến sĩ Vũ Thị Mai được trường Đại học Apollo Mỹ trao tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự chuyên ngành kinh tế. Chính vì vậy, tiến sĩ Vũ Thị Mai được nhiều người yêu mến, ủng hộ, đón nhận, từ đó góp phần vào việc làm thay đổi về cơ chế chính sách, tạo thuận lợi cho cộng đồng xã hội phát triển. Với những đóng góp của mình, tiến sĩ Vũ Thị Mai và công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gỗ Mỹ nghệ Hướng Mai đã vinh dự được các tổ chức xã hội lớn với sự uy tín toàn cầu và tỉnh Bắc Ninh tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, nổi bật là doanh nhân văn hóa, nữ tướng thời bình, bằng khen của Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh, bảng vàng cống hiến của Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Văn hóa A Đông, bằng khen của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Top 10 doanh nhân tiêu biểu nghề truyền thống 2014, Top 10 thương hiệu hàng đầu 2020, Top 20 thương hiệu nổi tiếng đất Việt 2022, chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu của Diễn đàn Quốc tế Vành đai và Con đường được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc.